Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước thì giá kim loại quý này biến động trái chiều. Giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết chiều mua vào ở mức 66.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 67.020.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng SJC của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết chiều mua vào ở mức 66.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 66.900.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ hiện ở mức 23.755 đồng trên một đô la Mỹ. Số tiền dành cho quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của năm nay là 186.000 tỷ đồng, nhưng hiện mới chỉ thực hiện hoàn được 25% dự toán. Để gỡ khó cho doanh nghiệp về dòng tiền, cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Tài chính tìm cách đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng VAT. Vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng là chủ đề nóng liên tục phản ánh trong các hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp thời gian gần đây. Số tiền chậm hoàn thuế có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, dừng hoạt động, nợ xấu với ngân hàng. Theo quy định, kể từ năm 2021 trở về trước, các doanh nghiệp được hoàn bình thường, nhưng thời gian sau đó đến nay rất nhiều doanh nghiệp bị tồn đọng. Nguyên nhân là do phải xác minh nguồn gốc hàng hóa đầu vào, dẫn đến bị kéo dài thời gian được hoàn thuế, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng vốn. Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, đôn đốc Cục Thuế tỉnh, thành phố về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Sau 4 đợt hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã giảm mạnh. 4 ngân hàng có vốn nhà nước cũng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm. Vừa qua, 4 ngân hàng có vốn nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 1% ở tất cả kỳ hạn. Hiện lãi suất cao nhất của 4 ngân hàng này khi gửi tại quầy và online chỉ còn 6,3%, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trở lên, giảm hơn 0,5 đến 0,7% so với tháng 5. Với các khoản tiền gửi ngắn hạn hơn, khách hàng gửi một tháng chỉ còn được trả 3,4% khi giao dịch tại quầy và khoảng 4% nếu gửi online. Mức lãi suất tiền gửi 3 tháng quanh mức 4,1 đến 4,5% một năm. Còn lãi suất gửi 6 hoặc 9 tháng ở mức 5 đến 5,5% một năm. Từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tiếp 4 lần các mức lãi suất với mức giảm là 0,5 đến 2% năm. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tiếp tục giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước khẳng định và xác lập xu hướng giảm lãi suất cho thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng các ngân hàng mạnh dạn, quyết liệt hơn trong việc giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng phục hồi kinh tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26 về biểu thuế xuất khẩu. Theo đó, từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, thuế xuất khẩu phân bón NPK sẽ về 0%. Việc áp dụng mức thuế xuất khẩu thấp với các mặt hàng sản xuất đủ nhu cầu hoặc dư thừa trong nước như phân bón sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nghị định được ban hành nhằm mục tiêu kịp thời thực hiện các cam kết quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm để tăng cạnh tranh. 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 3 triệu tấn, là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung. Với trị giá 981 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 529 đô la Mỹ trên tấn, tăng gần 9% so với mức bình quân cùng kỳ năm 2022. Tính tổng 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,62 triệu tấn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức đỉnh của hơn 2 năm do nguồn cung khan hiếm, cùng với việc nhiều thị trường lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Nhờ đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã được chào bán ở mức trung bình là 498 đô la Mỹ trên một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Thưa quý vị, thời gian qua, lĩnh vực thương mại dịch vụ có những bước tăng trưởng đáng kể, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế của tỉnh. Các loại hình tổ chức thương mại mới đã hình thành, các kênh phân phối hàng từng bước được định hình, góp phần hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống người dân, song cũng gây nhiều khó khăn đối với các cơ quan quản lý trong việc giám sát, quản lý các hoạt động kinh doanh và các loại hàng hóa. Là địa bàn vùng nông thôn, tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã bắt kịp xu thế kinh doanh hiện đại như bán hàng trên các trang thương mại điện tử, lập trang fanpage Facebook để giới thiệu và bán hàng song song với các phương thức truyền thống bán hàng trực tiếp. Những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng lên cái trang mạng của Menamart cũng như là trên Facebook thì đều trên đó thì đều có số điện thoại nóng và khách hàng thì có thể lựa chọn các sản phẩm về. Còn về các chế độ bảo hành, chế độ sau bán hàng thì chúng tôi đều thực hiện bảo hành cái sản phẩm cho khách hàng đúng theo cái quy định của nhà sản xuất. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cá nhân, tập thể nghiêm túc thực hiện các quy định trong kinh doanh thương mại điện tử, đội quản lý thị trường số 3 cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra và nghiêm khắc xử lý đối với các hành vi vi phạm, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng nhái không có nguồn gốc xuất xứ. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh mới phát hiện xử lý một vụ vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, lập biên bản xử phạt số tiền là 35 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm và tổ chức tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng và tuyên truyền với các cơ sở kinh doanh để chấp hành tốt các quy định liên quan đến hoạt động thương mại, đảm bảo cái quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như các nhà sản xuất kinh doanh. Để kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả thương mại điện tử, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đẩy mạnh việc kiểm soát thị trường và đầu vào của hàng hóa, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.